Mùa xuân và hạnh phúc. Câu chuyện được chị Teresa kể lại và đăng trên website dunglac.org. Mùa xuân và hạnh phúc. Mùa xuân đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay chính chúng ta. Quan trọng là ta biết đó là hạnh phúc. Có một nơi, ở đó không sung sướng nhưng lại đầy tràn hạnh phúc. Nơi đó các em không cha không mẹ, không được ăn sung mặc sướng, thậm chí còn có những bữa ăn đói, những bữa cơm độn khoai mì. Các em cũng chẳng được mặc đẹp, vẫn còn những ngày lạnh run trong những tấm áo mỏng phong phanh, đón nhận những cơn gió rét buốt của miền cao nguyên. Nhưng đối với các em, cuộc sống đó thật hạnh phúc, vì ở đó các em nhận được sự yêu thương chăm sóc tận tình từ những tấm lòng bao dung nhân ái của các giá. Giá là tên gọi các nữ tu người dân tộc thiểu số thuộc dòng Ảnh Vầy. Có thể cuộc đời các em đã không có ngày hôm nay. Tấm thân các em có thể đã bị vùi sâu trong lòng đất cùng với người mẹ đã sinh thành. Vì tục lệ người dân tộc của các em là thế. Khi người mẹ lìa đời thì các trẻ sơ sinh liền được chôn cùng với mẹ. Có thể các em đang lang thang tìm kiếm miếng ăn nơi những bãi rác, bãi rác thực phẩm và cả bãi rác cuộc đời. Hạnh phúc đã đến với các em bằng nhiều cách khác nhau, để ngày hôm nay các em vẫn tồn tại trên cuộc đời, trong vòng tay yêu thương ấm áp tại căn nhà Vinh Sơn của giáo phận Công Tum. Giáo phận Công Tum có tất cả 6 nhà Vinh Sơn. Nhà Vinh Sơn là nơi tập trung nuôi dạy các em không cha không mẹ, người dân tộc thiểu số. Riêng nhà Vinh Sơn số 5 có hơn 50 em, thì có hơn 50 hoàn cảnh khác nhau, hơn 50 trường hợp khác nhau để đến nơi đây. Có chăng là các em chung một điểm, cùng một mái nhà tình thương. Tôi không muốn nhắc đến từ mồ côi, cũng chẳng mắc muốn nhắc đến từ cô nhi, vì ở đó các em thật hạnh phúc và ấm áp trong tình yêu thương gia đình. Dẫu rằng còn muôn vàn khó khăn, còn muôn vàn thiếu thốn, nhưng với các em thế là đủ. Và như thế các em đã đủ đầy, và như thế các em đã hạnh phúc. Hạnh phúc là sẻ chia. Ai đó vẫn cứ mải mê, vẫn cứ miệt mài đi tìm hạnh phúc. Ai đó vẫn cứ mãi than trách cuộc đời bất hạnh. Cuộc sống có thể rất khó để tìm được sự sung sướng, nhưng lại thật dễ dàng để tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ biết thế là đủ, mà hạnh phúc còn là sự trao ban, sự sẻ chia. Lòng nhân ái, sự quan tâm đến đồng loại là một thứ gia vị tuyệt vời cho cuộc sống thêm hạnh phúc. Nếu bạn cảm thấy chưa tìm được hạnh phúc, hay hạnh phúc của bạn quá mong manh, xin hãy cùng tôi một lần đến với nhà Vinh Sơn, nắm những bàn tay đen đúa, khô cằn chai sạn vì nắng mưa, đưa tay xoa nhẹ làn da nhăn nheo đen đủi trên khuôn mặt khắc khổ của các giá, áp má vào những khuôn mặt trẻ em đen nhẻm, quần áo xốc xếch, da mặt mốc thách vì thời tiết, vì thiếu vệ sinh, hay ôm vào lòng sinh linh bé bỏng rất cần hơi ấm tình thương nhưng đã không được tình mẹ ấp ủ. Thử một lần đi bạn, sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc ngọt ngào, thấm sâu vào lòng, không dễ bị phai mờ dù thời gian có trôi qua. Thứ hạnh phúc kỳ diệu và ngọt ngào ấy sẽ theo bạn vào giấc ngủ đầy những giấc mơ yêu thương. Và rồi bạn sẽ tiếp tục thưởng thức mật ngọt êm đềm của hạnh phúc ấy trong từng ngày của cuộc sống. Khi mỗi buổi sáng thức dậy,
bạn biết rằng một ngày mới với bao công việc trong đó có sự sẻ chia từng chút đang dần dần được góp nhặt để chuyển đến ngôi nhà yêu thương. Không phải bạn đã trao tặng cho các em, nhưng chính các em đang trao tặng cho bạn. Bạn sẽ ngay từng ngày nhận được món quà vô giá. Bạn đang được yêu thương và được đón nhận sự thương yêu. Teresa.